Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Hôm qua thì mình đã dịch cho mấy bạn là xong cái số 1 Complete Your Future Profile đó, của cái bài bài đầu bài viết là Five Useful Tips and Tools for Social Learning rồi, đúng không? Cái số 1 là mình xong rồi, cũng hoàn thành xong theo luôn rồi. Bây giờ mình qua số 2. Join the conversation. Tham gia vào những cuộc hội thoại. Write a comment when you have something to say. Viết một cái bình luận khi mà bạn có điều gì muốn nói, điều gì để nói. Maybe the step has prompted you to share your own experience or reflect on an idea. Có thể là cái bước này sẽ vừa cái bước này nó vừa mới prompted, là vừa mới kêu bạn là chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân, hoặc là phản ánh một cái ý tưởng. Mình tra từ prompted này nha mấy bạn, mình gặp từ này hoài mà mình không có nhớ nghĩa tiếng Việt nó là cái gì. Prompt, động từ, có nghĩa là make somebody decide to do something, to cause something to happen. To cause something to happen, provoke, có nghĩa là khơi gợi đó mấy bạn. Làm cho ai đó quyết định làm gì đó. Mình đọc cái ví dụ đầu tiên, prompt something. The discovery of the bomb prompted an increase in security. Cái sự phát hiện ra quả bom này làm cho đưa đến một cái sự gia tăng về tính an ninh. Make something to happen, cause something to happen, hoặc là make somebody decide to do something. Mình dịch cái nghĩa tiếng Việt cái này. Prompt có nghĩa là thúc đẩy, thúc giục, thúc đẩy, gợi ý. Mình tiếp tục bên đây. Có lẽ là cái bước này nó vừa mới gợi ý hoặc là thúc đẩy bạn chia sẻ kinh nghiệm bản thân, hoặc là phản ánh một cái ý tưởng, hoặc có lẽ bạn or perhaps you can help answer another learner's question, hoặc có lẽ là bạn có thể giúp cái người học giúp trả lời cái câu hỏi của người học khác. If you don't feel confident writing, you can encourage others and share your views by liking a comment instead. Nếu mà bạn không có cảm thấy tự tin khi mà mình viết, don't feel confident writing, bạn có thể thúc đẩy người khác và chia sẻ cái lượt xem của mình bằng cách là chia sẻ với người khác biết là cái lượt xem của bạn bằng cách là like, thích một cái bình luận thay vì là mình phải viết ra một cái bình luận. You are not expected to write a comment on every step. Bạn không có được trông chờ, bạn không có bị trông mong, người ta không có trông chờ rằng bạn phải viết bình luận cho mỗi bước học, hoặc or even read every comment, hoặc là phải đọc mỗi cái bình luận luôn. That could take a while, là điều này là mất cả lúc luôn á, là nó that could take a while, là điều này nó sẽ rất là mất thời gian nếu mà mình cứ
cái bước nào thì mình cũng comment, hoặc là cái comment nào mình cũng đọc hết, thì như vậy nó sẽ rất là mất thời gian. Instead, just read as many comments as you wish. Thay vào đó thì chỉ đọc nhiều comment nhất mà bạn muốn thôi, bạn mong muốn thôi, chứ đừng có ép mình phải đọc nhiều. And use the next three tips to make organizing them easily. Và sử dụng ba cái bước kế tiếp nè, phía sau nè, next là sắp tới, mình sắp nói ba bước tiếp theo là bước 3, 4, 5 đó. To make organizing them easily là để làm cái việc mà sắp xếp chúng một cách dễ dàng hơn. Vậy là người ta khuyến khích mình là nên tham gia vào cái buổi, ở cái cuộc trò chuyện comment hoặc là like. Rồi, số 3. Follow educators and learners you find interesting. Nếu mà bạn, if you notice a learner who writes comments you enjoy, you can follow them to find their comments more easily. Nếu mà bạn notice, nhận thấy a learner, một người học, người mà viết những cái bình luận mà bạn thích, bạn có thể theo dõi họ để mà tìm thấy, nhìn thấy được những cái comment của họ một cách dễ dàng hơn. There's a follow button on each profile and next to every comment. Có một cái nút theo dõi và mỗi cái hồ sơ, trên mỗi cái hồ sơ và kế bên mỗi cái comment thì cũng có cái nút này, nút follow. It's a good idea to do this for the educators on your course too. Điều này cũng là một ý tưởng hay để mà áp dụng đối với cái những cái nhà giáo dục của cái khóa học của bạn nữa, là người ta làm ra cái khóa học, người ta cũng muốn nhận tìm nhận được sự đón nhận của mấy bạn đúng không? Thì mình follow người ta. That way, you can quickly see what they've been saying to learners on the step you're viewing. Là cái điều, với cái cách đó thì bạn có thể nhanh chóng nhìn thấy được cái mà người ta đang nói với những cái người học, và ở những cái step mà, ở những cái bước mà bạn đang xem. We'll explain how in the next section. Chúng tôi sẽ giải thích cái cách thức ở trong cái phần tiếp theo. And don't worry when someone follows you, they do not get notifications about your personal activity. Và đừng lo, khi mà ai đó theo dõi bạn thì họ không có nhận thông báo về những cái hoạt động cá nhân của bạn đâu. Ở đây là người ta kêu read more này, nhưng mà nếu mình nhấn vô là mình sẽ đọc nhiều hơn nữa, mình biết những cái thông tin tổng quát như vậy là được rồi. Tiếp tục bước số 4. Khoan, mình tóm lại cái bước số 3 này đi. Bước số 3 này kêu mình là nên follow những cái nhà giáo dục và những người học mà mình thấy thích, đặc biệt là những nhà giáo dục của cái khóa học của mình. Ví dụ như khóa học này được tạo bởi Adam, Eva đi, ví dụ thôi, thì mình nên follow họ để mà khi họ comment trả lời cho những người học khác á, thì nó sẽ nổi lên cho mình dễ thấy hơn, chứ mình không phải phải lăn đi tìm cái tên của họ ở đâu. Mình nghĩ là như vậy sau khi đọc cái đoạn này. Rồi, số 4. Organize and filter comments. Here's a clever part. Đúng rồi, mình nghĩ là cũng nên có cái việc sắp xếp và lọc những cái comment này. Tại vì đâu phải cái nào mình cũng thích đọc, đúng không? Tại vì cùng một trình độ với nhau, học cùng khóa học, thì sẽ có bạn bạn sẽ viết tiếng Anh tốt, có bạn sẽ không viết tiếng Anh tốt bằng. Thì mình thích là mình phải thích đọc những cái tốt, những cái hay để mà mình học hỏi từ nó. Đó.
thì here's the clever part, có nghĩa là đây là một cái phần quan trọng, một cái phần rất là thông minh. At the top of every comment section, there are two buttons you can press to filter and sort the comments on the step. Là ở phía trên cùng của mỗi cái phần bình luận thì có hai cái nút mà bạn có thể nhấn vào để mà lọc hoặc là sắp xếp những cái comment. Đó, sắp xếp những cái comment của cái bước học này. As there are sometimes a lot of comments, it can help to filter how you read them. Là khi đôi khi có nhiều comment quá, nhiều bình luận quá, thì nó cái nút này này, hai cái nút này thì có thể giúp bạn lọc cái cách mà bạn đọc chúng. The button show lets you choose which comments you see on the step. Là cái nút chiếu, cái nút là cho xem đó. Show nè. The show button lets you, là mình chọn cái loại mà mình muốn xem, mà mình tự động nó show ra thôi. Thì cho bạn chọn những cái bình luận nào, show comments you see on the step, sẽ cho bạn chọn cái bình luận nào mà bạn xem trong cái bước học. The default is on comments. Cái mặc định đó sẽ là tất cả bình luận. Choosing show following là chọn cái phần xem mà xem những cái người mà mình đang theo dõi, following nhé. Will show you only comments by people you are following. Sẽ cho bạn xem, sẽ hiện ra cho bạn chỉ những cái comment nào mà những cái comment được tạo ra bởi cái người mà bạn đang theo dõi. Read a comment that you like to come back to later. Là đọc những cái bình luận mà bạn mong muốn là mình sẽ xem sao, xem lại sao. Thì just press to the bookmark button on the comment. Chỉ việc nhấn vào cái dấu sách, cái này gọi là cái dấu sách, là cái làm dấu sách đó mấy bạn. Bookmark, cái nút làm dấu sách ở cái comment và sử dụng the bookmark and use the bookmark filter to see any comments you have booked on the step và sử dụng những cái và sử dụng cái tính năng lọc những cái mà mình đã làm dấu đó, để mà xem những cái bình luận mà mình đã làm dấu ở trong cái bước học đó. You can also choose to only see your own comments by choosing your comments filter. Bạn có thể cũng chỉ chọn, chỉ xem, và cũng có thể chọn là chỉ xem cái bình luận của bản thân mình thôi, bằng cách là chọn cái chức năng lọc là your comments, có nghĩa là bình luận của bạn. The sort by button, the sort by button lets you choose the order you want to see the comments in. Là cái chức năng sort by, có nghĩa là sắp xếp. Cái nút này nè sẽ cho bạn chọn cái thứ tự mà bạn muốn xem những cái bình luận. The default is the newest comments first. Cái chức năng, cái mặc định đó sẽ là bình luận mới nhất sẽ là đứng đầu. You can also choose to search by most liked to see the comments and conversations that other learners found useful and interesting on the step. Này cũng giống như YouTube đến vậy. Là cái nào mà được like nhiều thì nó sẽ nổi lên đầu.
Hoặc là bạn cũng có thể chọn sắp xếp theo cái mục là được yêu thích nhất để mà xem cái bình luận và cái hội thoại nào mà người học khác cảm thấy hữu ích hoặc là thú vị ở trong cái bước học đó. Số 5 là get involved, có nghĩa là hòa nhập vào, tham gia vào. Involve là bao gồm, thì ở đây mình dịch là tham gia vào. This is the most important tip. Rồi, đây là cái mẹo quan trọng nhất. Example learner. Hi everyone, can't wait to get started. Chào mọi người, không thể chờ nổi nữa cái việc là bắt đầu. If you've never made a comment or replied to someone else, you should definitely give it a try. I have a hunch. Hunch. Mình tra cái từ này nha. Hunch có nghĩa là danh từ, loại từ của mình tra thường là danh từ. Hunch là a feeling that something is true even though you do not have any evidence to prove it. Là một cái cảm giác rằng cái thứ gì đó nó đúng, thậm chí là bạn không có bất cứ cái chứng cứ nào để mà chứng minh nó. Mình dịch cái ý đầu tiên là it seemed that the doctor's hunch had been right. Hunch có nghĩa là cái linh cảm hay ta, cái cảm giác. Hunch, linh cảm mấy bạn. Dường như cái linh cảm của bác sĩ đã đúng. Đó. It seemed that the doctor's hunch had been right. Mình trở lại. Tôi có một cái I have a hunch that after you received your first reply, you find plenty more things to say. Là tôi có một cái linh cảm là sau khi mà bạn nhận được cái phản hồi đầu tiên của mình á, thì bạn sẽ cảm thấy là có nhiều thứ hơn để mà mình nói. Even if you don't feel you have something to contribute all the time. Thậm chí nếu mà bạn không có cảm thấy là bạn có thứ gì đó để mà contribute là cống hiến, contribute là đóng góp. Mọi lúc, không phải lúc nào on the tap, kiểu không phải là lúc nào mà mình cũng trên cái tinh thần là mình muốn muốn đóng góp, đúng không? Có lúc thì mình cũng hơi chững lại xíu. Given other people's comments, a few likes will help everyone to find the most useful interactions. Cho những cái bình luận của người khác, một ít cái lượt thích sẽ giúp cho mọi người tìm thấy được cái sự tương tác nào là hữu ích nhất. Tiếp tục nè. If you'd like to put these tips into action, nếu bạn mong muốn biến những cái put the tips into action, put chấm 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 into action, các bạn thấy cái cụm từ này không? Đó, muốn là đem những cái mẹo này vào trong việc hành động thì go back to your courses, thì trở lại cái khóa học của bạn and start commenting, là bắt đầu bình luận, liking and reply in the discussions there, thích và trả lời những cái cuộc thảo luận ở đó nha. Vậy là cái bài này của mình là hết rồi đó, mình dịch xong hết cái bài Five Useful Tips and Tools for Social Learning cho các bạn rồi. Rồi bây giờ mình trở lại cái khóa học chính. Mình sẽ trở lại hôm qua mình dừng, bây giờ mình continue. Continue. Để xem coi. Yeah. Live events là những cái sự kiện
những cái sự kiện live này chắc là trực 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 tiếp các bạn, live event, chữ live mình tra cái chữ live, chữ live này nó có nhiều nghĩa rồi, mình nghĩ nó là trực tiếp rồi tại vì nó là tính từ. Rồi, mình đọc đi. Có gì mình sẽ điều chỉnh cái nghĩa nó sao. Read about the life events. Đọc life. 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 Life events we organize for you during the course. Đọc những cái sự kiện trực tuyến mà chúng tôi tổ chức cho bạn xuyên suốt suốt cái khóa học này, during the next 6 weeks we'll organize some events to answer as many of your questions as we can. Suốt cái suốt 6 tuần học sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức một vài cái sự kiện để mà trả lời nhiều cái câu hỏi nhất mà chúng tôi có thể. Tổ chức một vài sự kiện, dịch ra tiếng Việt thì nó hơi ngộ ha, nhưng mà tiếng Anh người ta dùng như vậy là người ta sẽ có một vài lần, một vài sự kiện, một vài giống như chắc là cái vài một vài dịp nào đó người ta tổ chức ra là các educators sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta. Lots of you have similar questions about the IELTS test or about studying English in general, and it isn't always possible to answer every question asked on the course. Rất là nhiều trong số các bạn có những cái câu hỏi tương tự nhau về IELTS, bài kiểm tra IELTS, hoặc là về việc học tiếng Anh nói chung. Không phải lúc nào nó cũng khả thi để mà trả lời từng câu hỏi được hỏi trong khóa học này. That's why you have other events where we can answer some of the most common questions. Đó là lý do tại sao chúng tôi có những cái sự kiện khác nơi mà bạn có thể hỏi một vài cái câu hỏi thường gặp nhất, nơi mà chúng ta có thể trả lời một vài cái câu hỏi thường gặp nhất. Rồi, có nghĩa là sao? Là người ta sẽ không có trả lời, người ta sẽ dành ra những cái sự kiện riêng để người ta trả lời câu hỏi khi mà mình comment này nói đến mấy bạn. We do this in three ways. Đó. We do this in three ways. Là chúng tôi làm điều này 3 cách. Facebook clinics. Clinics. Mấy bạn có thấy chữ clinic không? Là kiểu phòng khám. Nhưng mà ở đây người ta dùng kết hợp với chữ Facebook. Giờ dịch thử coi nó ra làm sao nha. In Facebook clinics, we use the British Council's Learn English Facebook page. Mình mở cái trang này ha. To answer questions. Phòng khám Facebook, phòng khám của chúng tôi trên Facebook đó, phòng trả lời câu hỏi, phòng tư vấn đó. We use the British Council. Chúng tôi sử dụng cái trang Facebook Learn English của British Council để mà trả lời câu hỏi. Mình mở cái trang đó lên rồi nè mấy bạn. Mới vô thì người ta... Mình mới vô thôi là nó đã pop up cái chat, cái hộp chat lên rồi. Sao đây? Cái này mình mở bự quá nên là thấy nó hơi trói đúng không? Đó. Là Learning English nè. Mình mới vô người ta hỏi mình Where can I find information about British Council courses? Là nơi nào tôi có thể tìm thông tin về những khóa học của British Council. Where can I get help with grammar?
Tôi có thể được giúp về ngữ pháp ở đâu? How can I practice my listening, speaking, reading and writing skills? Tôi có thể luyện tập phần nghe, phần nói, phần viết và phần đọc những kỹ năng này ở đâu? À, bằng cách nào? Đó, nó hiện lên những cái gợi ý cho mình bắt đầu cuộc đoạn chat nè. Nhưng mà mình sẽ không chat với British Council. Rồi, ở đây mình xem, cái này là một cái Facebook thôi. Ở trên đây cũng chắc là cũng có rất là nhiều nội dung. Rất là nhiều nội dung. Nội dung cũng được trình bày đẹp nữa. Mình nghĩ là mấy bạn cũng nên theo dõi nó. Mình theo dõi nó nè. Rồi mình chọn Follow Setting. Mình chọn See First. Để mà mỗi lần mình lướt New Feed á, là cái trang này nó hiện lên trên cùng luôn. Người ta đăng cái gì mới là nó đăng, nó hiện lên thôi. Nè, những cái thông báo nào thì những cái nổi bật thôi. Hoặc là cái này là thông báo nha. Nếu mà bạn chọn mấy này nó sẽ hiện lên thông báo ở trong cái chuông của mình luôn á. Thôi mình để nổi bật thôi. Chứ mình để mà tất cả là cái nào người ta đăng nó cũng hiện lên bên mình hết. Mình sẽ không có đọc kịp. Rồi, tiếp tục. If you are on Facebook, you can ask questions to the educators and we'll do our best to answer them for you. Nếu mà bạn ở trên Facebook á, thì bạn có thể hỏi những câu hỏi đó, hỏi câu hỏi hỏi những cái nhà giáo dục những câu hỏi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức do our best to là cố gắng hết sức để mà trả lời chúng cho bạn. If you don't have a Facebook account or you can't attend the live clinic, you can read on the questions and answers that we'll share with you after the event. Nếu mà bạn không có một cái tài khoản Facebook hoặc là bạn không có tham dự những cái buổi tư vấn, buổi mình dịch tạm dịch là buổi tư vấn về về khóa học, về những câu hỏi, về hỏi đáp, những buổi hỏi đáp đó. Chà, clinic có phải là buổi hỏi đáp không? Clinic nè, mình chọn lại từ danh từ, là một cái tòa nhà, a building or part of a hospital where people can go for special medical treatment or advice. Là phòng khám, cái nghĩa này có nghĩa là phòng khám nè. Để coi còn nghĩa gì nữa không? Là một cái giai đoạn thăm khám. Nói chung là liên quan đến bệnh viện, mấy cái nghĩa này toàn là liên quan đến bệnh viện không? Bệnh viện, rồi bác sĩ, bệnh viện, bác sĩ. Rồi cái này là về thể thao, là những người mà thể thao, những người thi đấu thể thao chuyên nghiệp đấy sẽ đưa ra những cái lời khuyên về huấn luyện, tập luyện, hoặc là những bác sĩ thì đưa ra những cái lời lời tư vấn sức khỏe, thăm khám, chẩn đoán này kia, thì cái này cũng vậy. Rồi mình dịch là tư vấn đi, buổi tư vấn trực tuyến. Hoặc là có thể đọc tất cả những cái câu hỏi và câu trả lời mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn sau cái buổi sự kiện đó. Where and when? On Thursday, 16 February, we held our first live Facebook clinic of the course and we really pleased by the number of people who joined us and asked lots of great questions about IELTS and language learning. Vào ngày 16 tháng 1 thứ năm thì chúng tôi đã tổ chức cái buổi tư vấn hỏi đáp ở trên Facebook trực tuyến cho lần đầu tiên về cái khóa học này, và chúng tôi thực sự đã rất là vui, rất là thích, rất là cảm thấy là pleased, rất là người ta vui sướng, hài lòng
bởi cái số người đã tham gia với chúng tôi và hỏi rất là nhiều cái câu hỏi hay về IELTS cũng như là việc học ngôn ngữ. Thank you, you all. Thanks to you all for helping to make the clinic such a success. Cảm ơn tất cả các bạn đã giúp cho cái buổi tư vấn này thành công đến như vậy. Don't worry if you missed it. If you miss it. Đừng có lo nếu mà bạn bỏ lỡ nó. Bạn có thể xem lại cái you can view the discussion on the Facebook page here. Bạn có thể xem lại cái cuộc thảo luận ở trên trang Facebook ở đây. Mình mở cái này lên ha. Nó ra một cái livestream là mình xỉu luôn á. Tại vì một cái livestream mình nghĩ nó sẽ không ngắn đâu. Để coi coi. Nè, ngày 16 tháng 2 năm 2017. Ở bên này có khớp ngày không? 16 tháng 2, đúng rồi, 16 tháng 2, February là tháng 2. Thì người ta có cái sự kiện này. À, là hỏi trả lời, hỏi trả lời, hỏi trả lời của mấy bạn. Tổng cộng là có 584 comments được thích là của mình như đây chia sẻ nữa. Cái máy của mình mở lớn quá nó hơi lag. Đó, người ta sẽ trả lời. Mấy bạn thấy mấy cái hình xanh xanh này là British Council người ta trả lời mình nè. Thì bây giờ mình lấy ra thử một cái, mình đọc sơ nha. Learn English British Council là cái trang Facebook tên là Learn English British Council. Right. Học tiếng Anh, British Council, Hội đồng Anh. Hi everyone and welcome to our first understanding IELTS language clinic on off the news course. Our team of educators are here to help you for the next hour. So post your questions in the comments below and we'll get started. Nail. Cái này là anh Nail. Nail, cái đó bài hôm trước mình cũng có xem hình của ảnh rồi đó. Các bạn nhớ không? Những cái người mà đã tham gia thực hiện cái khóa học trên Future Learn. Rồi. Xin chào mọi người và chào mừng đến với cái buổi tư vấn ngôn ngữ IELTS, thấu hiểu IELTS lần đầu tiên của cái khóa học mới. Our team, những cái đội ngũ nhà giáo dục ở đây để giúp bạn trong những cái giờ tới. Cho nên là bạn cứ đăng cái câu hỏi ở cái mục bình luận ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đó, Nail nói nè. Mình like đi ha. Nó rất là lâu rồi nhưng mà mình like. Trời ơi, cái máy của mình nó lắc. Rồi, right, bây giờ mình sẽ kiếm cái comment nào. Rồi, mình xem cái bình luận này đi. Hi, I have three questions. Xin chào, tôi có 3 câu hỏi. The first one is, how can I guess my expected score in IELTS test? Làm sao tôi có thể đoán được cái điểm dự đoán của mình ở trong cái bài kiểm tra IELTS? The second is it
any practice test available for IELTS? Là cái câu hỏi thứ hai là có bất kỳ cái bài kiểm tra luyện tập nào, practice test, là những bài kiểm tra để mình rèn luyện đó, available for IELTS, là hiện hữu cho cái bài kiểm tra IELTS này không? Người ta đang hỏi về cái khóa học đó đó. Rồi, the third is how can I achieve a high, very high score in IELTS test? Làm sao tôi có thể đạt được cái số điểm thật là cao, rất là cao ở trong cái bài IELTS? Thì mình trả lời thử câu mấy câu này ha. Là làm sao mà tôi đoán được cái điểm mong đợi của tôi ở trong IELTS? Điểm mong đợi này mình không biết, là bạn này hỏi là điểm mong đợi là sao, nhưng mà có hai khả năng là ví dụ như bạn này chưa thi IELTS, bạn này muốn án chừng cái điểm của mình, thì mình nghĩ là làm thử cái làm đầu tiên là mình làm cái test đầu vào là mình biết khả năng mình ở đâu liền. Hoặc là cái khả năng thứ hai là bạn này hỏi là bạn đã thi xong, bạn đó muốn muốn ước chừng muốn muốn trông chờ cái điểm số của mình, thì cách nào bạn đã trông chờ được? Thì mình nghĩ là mình tự nhắm được khả năng của mình mà, đúng không? Mình làm với sự chắc chắn bao nhiêu thì điểm mình nó sẽ ra bấy nhiêu. Nếu mà mình may mắn đó thì mình sẽ được cao hơn. Còn nếu mà mình chắc chắn với bao nhiêu đó phần trăm thì điểm của mình nó sẽ ra được bấy nhiêu phần trăm. Mình nghĩ như vậy. Tại vì học thì người ta nói là ăn chắc mặc bền, thì việc học cũng vậy. Học chắc thì cái điểm nó sẽ ra đúng như vậy. Câu hỏi thứ hai là có cái bài kiểm tra để luyện tập không? Những cái bài test luyện tập không? Thì mình nghĩ là chắc là có đó. Cái khóa học này người ta làm ra để mình hiểu về IELTS hơn thì phải là có những cái đó để mình đi sâu vào cái bài kiểm tra thực tế hơn, đúng không? Rồi câu hỏi thứ ba là làm sao để mà tôi đạt được điểm số IELTS cao, thật là cao, rất là cao? Thì cái câu này mình nghĩ là muốn đạt được cái gì đó thật là cao, thật là nhiều, thì mình phải cố gắng thật là nhiều. Cái nỗ lực nó đi đôi với thành công. Rồi, ở đây mình có hai cái bạn này là bạn Karen Learn English, là cái này một cái trang khác. Thì bạn này trả lời, bạn này là Hi Ahmed, Ahmed, have a look at this practice test to help decide your level. À, là nhìn vào cái bài kiểm tra luyện tập này để mà giúp bạn quyết định cái trình độ của mình. Đó. Ở trên đây là mình thấy là cái trang web này nó dẫn mình tới là cái practice test miễn phí của British Council. À, mình để ý thấy là những cái trang web giống như là những cái bài kiểm tra như là IELTS, GRE, TOEIC rồi đó, thì người ta sẽ có một cái trang web tổng chủ quản, đúng không? Thì ở trên đó người ta sẽ dành ra những cái nội dung như là những cái bài viết về cái bài thi đó, như IELTS chẳng hạn, thì ở trên British Council người ta cũng có cái những cái bài viết về nó. Rồi người ta sẽ có những cái mục là chuẩn bị cho test nè, để bạn thấy set, prepare test, chuẩn bị. Rồi sau đó set một cái nữa là những cái bài kiểm tra để luyện tập miễn phí đó, vô đây. Nói chung là tài liệu rồi sự tư vấn, những cái bài viết liên quan về cái bài kiểm tra đó, mấy bạn lên trên cái trang web mà chính thức chủ quản và cái đơn vị tổ chức ra cái bài thi đó, thì người ta sẽ có đầy đủ thông tin cho mấy bạn luôn. Mấy bạn không có cần phải đi nghe ngóng ở những cái chỗ nào khác không có chắc chắn bằng. Đây là những cái nguồn mà tin cậy nhất rồi, là người ta tổ chức ra kỳ thi thì mấy bạn lên trên đó xem là ổn nhất. Rồi, ở đây thì có cái bình luận của fanpage này mấy bạn, của British Council. Rồi, xin chào Ahmed Saber. Bạn này chắc là người Ả Rập quá.
thấy cái tên, thấy cái chữ mà mình dùng này. Tiếng Ả Rập. For reading and listening, you can complete. Practice test when check your results. Đối với cái đọc và nghe thì bạn có thể hoàn thành cái khóa học bằng hoàn thành cái bài kiểm tra, rồi sau đó thì kiểm tra đáp án. Ở đây là một vài cái bài kiểm tra, người ta cũng gửi cho bạn này những cái bài kiểm tra luyện tập nè. Đó. Cái này là của British Council này, cái này là của tổ chức IELTS luôn này. Đó. About the test sample, test questions. Rồi, here is the calculator to work out with your band score. Rồi người ta gửi cho mình cái cách tính điểm để mà ra được điểm luôn. Đó. For speaking and writing is a bit more difficult. Là đối với đọc và nói thì nó khó hơn một chút nữa. Bạn có thể ghi âm hoặc là quay phim lại cái quá trình yourself doing the speaking test, là cái tự bạn thực hiện cái bài kiểm tra nói. Sau đó, then compare your performance with models. Sau đó thì so sánh cái thể hiện của bạn với cái mẫu. And you can do the same with writing, và cũng làm tương tự, làm y hệt với lại phần phần viết. Là mình tóm cái ý lại ở đây là nếu mà phần nghe và phần đọc đó thì nó dễ, nó có đáp án, mình kiểm tra là mình biết được khả năng của mình ở đâu đó. Rồi sau đó mình vô đây thì mình biết được cái điểm của mình là cái bao nhiêu chấm. Cái phổ của IELTS là tối đa là 9, thì với bạn coi bao nhiêu đó câu thì mình vô cái thước đo này thì mình ước chừng được mình bao nhiêu chấm cho cái phần nói và học, cái phần đọc và nghe. Còn cái phần nói và viết thì nó sẽ khó hơn, người ta kêu mình là nên quay phim, nên ghi âm rồi xem lại so sánh với cái mẫu đó, để mà mình coi coi cái sự chênh lệch giữa hai bên nó nhiều quá ít để mà mình cho ra cái điểm số của chính mình. Phần viết cũng tương tự đó. Ở đây còn có bốn cái comment nữa nè, sao nó hết cho mình bấm nè. Các bạn thấy công chuột của mình không? Nó đứng. Nè, trang web này đang tiêu tốn nhiều năng lượng. Việc đóng trang web này có thể cải thiện sự phản hồi của máy máy của bạn. Là cái trang Facebook này nó nặng quá đi. Rồi. Giờ mấy bạn này, mấy bạn này là mấy bạn xem bình luận xong rồi. Xong rồi. Nói thêm. Mình thấy cái này bổ ích ha. Mình sẽ copy cái này. Copy được không ta? Mình mới kéo chuột rồi đó. Mà thấy nó lag kinh khủng. À rồi. Rồi mình copy nè. Mình nháy phải, mấy bạn nháy phải để copy rồi đó, mà nó lâu ghê. Trong thời gian đó mấy bạn có thể đọc lại cái này. Rồi copy. Rồi mình tắt cái này đi, nó nặng quá đi. Rồi, mình vô cái note, mình thả nó vô. Rồi, tiếp tục là mình mới xem cái trang, cái cuộc thảo luận ở trên Facebook rồi. Rồi mình đọc. Rồi mình hoàn thành luôn cái bước này rồi, để xong như các bạn. Rồi mình nghỉ ha.
Hồi nãy giờ là 45 phút rồi. Rồi, bây giờ When and Where này xong rồi. Talking of Facebook, nói về Facebook thì don't forget that you have an IELTS mock study group which you can join to meet up with other learners, help each other and share ideas. Là nói về Facebook thì bạn đừng quên là chúng tôi có một cái group học tập IELTS mock which you can join to meet up, là nơi mà bạn có thể tham gia để gặp gỡ những người học khác và giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ những ý tưởng. Facebook Live on Thursday 23rd February ngày 2 tháng 2 ngày 23 thứ này là thứ năm. Chúng tôi đã tổ chức we held our first Facebook live podcast of the course where the podcast live our first Facebook live podcast of the course where we podcast live streaming of our educators answering your questions. You can find the details on step2.2. Là vào cái tháng 2 ngày 23 thứ năm thì chúng tôi đã tổ chức cái buổi podcast là phát sóng về cái khóa học trực tuyến ở trên Facebook đầu tiên, nơi mà chúng tôi đã phát sóng một cái livestream. Mấy bạn biết cái livestream là buổi trực tuyến đó, of our educators, là của những cái nhà giáo dục của chúng tôi trả lời những câu hỏi của bạn. Bạn có thể tìm thấy những thông tin chi tiết ở bước 2. Mình nhấn vô đây chắc là nó sẽ hiện ở bước 2 nha mấy bạn. Bước 2.2. Mình đang ở bước 1.2. Thì cái này là ở bước 2.2 rồi. Rất là xa. Chắc cũng không xa mấy. Rồi, mình xong tới đây rồi. Rồi, video Q&A. Q&A. Rồi, hỏi và đáp. Video hỏi và đáp. In week 3, we will record a video to answer your questions. Ở cái tuần thứ 3, chúng tôi sẽ ghi lại một cái video để mà trả lời câu hỏi của bạn. Đó. Look out for the video questions and answers step in week 3 of the course. Là look out for. Look out là cảnh báo ai đó cẩn thận. Cảnh báo ai đó look out for. Take care of somebody and make sure nothing bad happened to them. Kiểu như xăm sắp trong chừng. Try to avoid. Nhà kiểu như trong chừng hơn mấy bạn. Avoid something bad happening. Trong chừng cái việc xấu ta để tránh xảy ra. Keep trying to find something or meet somebody. Mình cần cái nghĩa này nè. Mình cần cái nghĩa ở đây ha. Look out for. And look out for là động từ ghép. Phrasal verb là động từ ghép. Look out for là mình chọn cái nghĩa này. Là to keep trying to find something or meet somebody. Là tiếp tục cố gắng để mà tìm thấy cái thứ gì đó, hoặc là để gặp cái điều gì đó. Kiểu như là sao ta? Là tiếp tục theo dõi đó. Look out for. We'll look out for you at the conference. Chúng tôi rất là mong được gặp bạn ở trong cái conference, là cái hội nghị. Look out for. Là hãy mong chờ đó. Mong chờ. Keep. Người ta dịch là keep trying to find. Là cứ cố gắng để mà gặp được cái gì đó. Là
thì cứ kiểu như là mình cứ tiếp tục theo dõi, như tạm dịch là vậy, tiếp tục theo dõi cái video hỏi đáp ở trong cái bước mà có cái video hỏi đáp ở tuần 3 của cái khóa học này. Leave your comments there, để lại những cái bình luận của bạn ở đó, và chúng tôi sẽ we will record a video where we do our best to answer them. Và chúng tôi sẽ quay một cái video nơi mà chúng tôi cố gắng hết mình để mà trả lời chúng. Rồi, vậy là tới đây là mình hoàn thành cái bước 1.2. Rồi mình qua tiếp là exams and me, cái video cho mình xem này. Mình xong tới đây rồi. Rồi mình chọn cái gì đây? Mình chọn show. Show gì ta? Most like. Mình sắp xếp cái bình luận nào được yêu thích nhất. Bình luận được yêu thích nhất. À, đây có cái này. Mình đọc một cái bình luận này thôi nha. Tại vì theo khuyến khích của người ta là mình nên đọc bình luận. Cái này thì mình khóa học này chắc là nó retired, mình đã nói với bạn hôm trước rồi đó, là nó đã không có còn được cập nhật nữa, nên là mình không có thể nào mà mình bình luận, nhưng mà mình sẽ đọc bình luận. Rồi, bạn này Mohamed T Farmy, bạn này hỏi nè: Why are people commenting here over 500 comments just to say great or thanks? Bạn này thắc mắc là tại sao mọi người cứ bình luận ở đây hơn 500 cái chỉ để nói là thật là tuyệt, cái này thật là tuyệt, thật là để chỉ để cảm ơn thôi. Rồi Neil McLaren là cái ông educator của khóa học, mình follow ha, mình follow cái nhà giáo dục này đi, follow. Why not Mohammed? Tại sao lại không chứ hả Mohammed? Ông này cười nhẹ một cái, thể hiện sự thân thiện. Our course is all about social learning. Cái khóa học của chúng ta thì tất cả là xoay quanh là việc học tập xã hội, học tập chung với nhau. We believe that it really helps people to develop their skills when they join in, come and discuss, where give their opinions, ask questions and just get involved. Là chúng tôi tin rằng nó thực sự là giúp ích cho mọi người để mà phát triển những cái kỹ năng khi mà họ tham gia vào bình luận, thảo luận, đưa ra ý kiến, hỏi những câu hỏi, và chỉ đơn giản là tham gia vào thôi cũng được nữa. We happy to see so many people commenting. Chúng tôi vui lắm khi mình nhìn thấy có nhiều người bình luận. It may only be thanks just now, là nó có thể chỉ là cảm ơn vào cái thời điểm này thôi. But as the course progresses, we hope everyone will continue to comment on each other posts, ask questions, share their knowledge and experience, and of course, get known and follow all the learners. Là thời điểm này thì nói thanh kiều thôi, nhưng mà khi mà cái khóa học này nó tiến triển đó, thì chúng tôi mong rằng mọi người sẽ tiếp tục bình luận những cái bài đăng của những người khác, của lẫn nhau, hỏi câu hỏi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, và dĩ nhiên là biết và theo dõi những cái người học khác. Đó, câu hỏi này thì mình cho Mohammed một like, tại vì cái ý kiến của bạn này, cái câu hỏi của bạn này cũng thú vị. Rồi mình cũng cho Neil một like. Đó, vậy là mình xong. Rồi, vậy là mình xong cái bài học của ngày hôm nay rồi. Mình tắt đi. Rồi, vậy là mình xong bài học của ngày hôm nay rồi đó. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào cái ngày tiếp theo nhé.